Chương 5 Phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7. Nhị thừa và tam thừa là đại thành huyển hóa, giống như ngôi nhà ấm áp của kẻ lữ hành mệt mỏi, dòng suối mát ngọt giữa sa mạc. Đúng ra nó chỉ là ảo ảnh, là huyễn cảnh tạm thời không thực có. Có thể nói đó là trạm dừng chân trên bước đường tìm về bổn sở, chứ chẳng phải là mục đích cuối cùng. Nhất Phật thừa. Ta đã nói với các ông quan hệ giữa Phật và chúng sanh giống như tình cảm giữa người cha và đứa con vậy. Và cũng để các ông hiểu được chỉ có nhất Phật thừa mới là con đường giác ngộ thành Phật. Để cho các ông hiểu rõ hơn về đạo lý này, ta sẽ nói sự việc sau đây. Cách đây rất lâu, vô lượng bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp về trước, có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài đã nhập Niết Bàn rất lâu rồi. Tính ra cũng giống như đem hết vũ trụ này mài thành bụi nhỏ, đem một hạt bụi cực nhỏ như di trần để ở phương đông cách đây muôn ngàn thế giới, sau đó đem hạt bụi thứ hai để ở phương khác cách đây muôn ngàn thế giới. Cũng như vậy, từ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập Niết Bàn đã trải qua thời gian vô lượng vô biên, không thể tính đếm biết được. Nhưng đối với Như Lai mà nói, thời gian lâu xa như vậy cũng chỉ giống như ngày nay và hôm qua vậy thôi. Cha đúng là không thể nghĩ bàn đó. Còn nữa, thọ mạng của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai 540 vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp, khi Ngài đại phá ma quân để được chứng ngộ, Ngài đã ngồi kiết già với cội bồ đề 10 tiểu kiếp, nhưng Ngài vẫn không thể giác ngộ thành Phật được. Hả? Tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn không thể thành Phật, thật là khó khăn quá. Khi đó có các vị Đại Phạm Thiên Vương hộ trì cho Ngài, thời thời thường rải các hoa trời thơm ngát lên thân Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai và xung quanh đó. Khi các hoa trời đó chuẩn bị héo, các vị hộ pháp Phạm Thiên sẽ thổi đi những cánh hoa héo, sau đó rải các hoa trời mới, giống như trời mưa xuống mãi không ngớt. Chẳng những như vậy, muốn Như Lai khai ngộ, các vị Phạm Thiên không ngừng dùng trống trời và nhạc trời để tán thán Như Lai, cúng dường Như Lai. Cứ như thế, trải qua thời gian 10 tiểu kiếp, cuối cùng Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đã triệt ngộ thành Phật. Wow, con đường thành Phật xa xôi quá. Các ngươi đừng nản lòng,
do nhân duyên tiền kiếp. Ta sẽ dùng tất cả mọi phương tiện dẫn dắt các ông tu tập giác ngộ. Bởi vì trên thế gian không có sự khai ngộ của Nhị Thừa và Tam Thừa, chỉ có Nhất Phật Thừa mới là con đường giác ngộ vô thượng. Sau đây, Như Lai sẽ dùng một ví dụ để nói cho rõ. Cuối cùng cũng đã đến được khu rừng già này rồi. Ủa, có đi nhầm đường không vậy? Đúng vậy đó, đi dọc đường không thấy có người, ghê quá, vừa mệt vừa đói, thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Ô trời ơi, còn phải đi bao xa nữa vậy? Tôi không đi nổi nữa rồi. Tôi cũng vậy đó, tôi nghĩ chúng ta không có nên đi nữa. Các vị đừng quá nôn nóng, khu vực này tôi rất thông thuộc. Đảo Châu Báo ở phía trước kia, quý vị đừng nản lòng. Chúng ta sắp tới nơi rồi, quý vị hãy đi theo tôi. Thôi được rồi, tạm thời cứ tin theo một lần vậy. Tin theo ổng một lần coi sao. Thế là đoàn người này lại đi theo người dẫn đường tiến về phía trước. Ê, tiếng gì mà nghe ghê quá vậy? Nghe ghê thiệt đó. Mau chạy đi, mau chạy đi. Đi con đường này thật sự không có sai hả? Quý vị đừng lo, hãy đi theo tôi. Hãy tin tôi, Châu Báo ở gần đây thôi. Trời, không được đâu. Chúng tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi đó. Phải vậy á. Những người này thật là tội nghiệp, quyết định bỏ báu vật trân quý, không muốn tiến về phía trước nữa. Mình phải tìm cách nào đó mới được. À, có rồi. Quý vị không thể nghỉ ngơi ở đây được. Quý vị mau nhìn về phía trước kia. Hả? Đó là đâu vậy? Đâu mà đẹp quá. Đẹp quá. Đó là đâu vậy? Thế nào, thấy đẹp không? Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức rồi mình tiếp tục lên đường nha. Được đó. Nè, kính đây một ly. Đồ ăn ngon quá. Cạn ly. Bây giờ quý vị đã thấy hết mệt mỏi rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ tôi cảm thấy tinh thần rất là thoải mái. Thoải mái gấp trăm lần luôn đó. Đúng rồi, chúng ta nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục tiến về đảo Châu Báo thôi. Đúng rồi. Cạn ly. Hả? Thành hồi nãy đâu mất tiêu rồi. Sao không thấy nữa? Sao không nhìn thấy nữa vậy? Đúng vậy, đó chỉ là quá thành mà thôi. Bởi vì vừa rồi quý vị quá mệt mỏi mà còn tính bỏ đảo Châu Báo ở phía trước kia nữa, cho nên ta dùng sức mạnh thần thông biến hóa ra cung thành uy nghi tráng lệ này. Cung thành tuy chỉ là huyễn hóa, nhưng quý vị đã được nghỉ ngơi thoải mái trong đó, tinh thần và sức lực được phục hồi để có thể tiếp tục đi về đảo Châu Báo phía trước. Vị dẫn đường này chính là Như Lai. Như Lai chính là người dẫn đường cho tất cả chúng sanh trên thế gian này, cũng là Đại Đạo Sư. Còn khu rừng rậm rạp đó là chỉ cho sự phiền não. Thì ra là như vậy. Chúng sanh nghe danh từ Nhất Phật Thừa, lòng sanh lo sợ, e ngại Phật đạo xa xăm, đường xá xa xôi, nên không muốn thân cận Phật đạo. Do đó, Đức Phật dùng pháp phương tiện biến hóa ra cung thành, giảng nói Tam Thừa Pháp có thể chứng được Niết Bàn. Sau đó mới nói cho họ biết, như vậy vẫn chưa đạt đến mục đích cuối cùng là Nhất Phật Thừa. Những gì họ chứng ngộ được không phải là sự khai ngộ tối cao.
Như vậy chỉ có một mình Đức Phật mới có thể dẫn dắt chúng ta thành tựu giác ngộ được thôi. Không nên dừng lại nơi Tam Thừa Quyển Hóa. Sau khi nghỉ ngơi xong, phải đem dũng khí và tinh thần đại vô quý hướng về đảo Châu Báu, nhất Phật Thừa. Như Lai là đạo sư sẽ dẫn dắt các ông trở về nơi đó. Cứ yên tâm mà hướng về nhất Phật Thừa đi. Chương 6 Phẩm Pháp Sư thứ 10. Diệu pháp như chân lý của hoa sen, giống như bùn ướt trong giếng khô, một con thuyền nơi biển cả mênh mông. Kỳ thực đó chỉ là một lời ca tụng. Hàng ngày từ khi lên đèn cho đến lúc tắt đèn, chỉ cần thời thời ghi nhớ không quên. Y của Như Lai là tâm từ bi, tòa của Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục, chỗ ở của Như Lai là tánh không liễu ngộ nhân duyên. Hiểu được những điều trên đây sẽ đạt được cảnh giới an lạc cuối cùng. Thế Tôn, cảm ơn Ngài đã chỉ dạy, khiến cho chúng con hiểu được tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà, rốt cuộc phải làm thế nào tất cả chúng sanh mới có thể triệt ngộ thành Phật? Xin Ngài hãy chỉ dạy. Dược Dương Bồ Tát, Đức Phật tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chỉ cần có người nghe được bộ kinh này, hoặc là một đoạn kinh văn, hay là một câu kệ trong này, thậm chí là họ có một niềm tín tâm đối với bộ kinh này, cảm thấy hoan hỷ, ta đều thọ ký cho họ tương lai sẽ thành Phật. Thật chỉ cần một câu kinh là có thể khai ngộ được à? Đúng vậy. Chỉ cần có người sinh lòng cảm động đối với kinh văn trong kinh Pháp Hoa, chỉ cần một câu thì người đó đều sẽ thành Phật. Còn nữa, nếu có người đọc tụng kinh Pháp Hoa hoặc giải nói biên chép một kệ một câu kinh Pháp Hoa, hoặc là cung kính kinh Pháp Hoa như là kính Phật, đem hương hoa và đốt hương để cúng dường. Dược Dương Bồ Tát, những người này trong tương lai chắc chắn sẽ thành Phật, nhận trời người cúng dường. Thù thắng quá như vậy sao? Sau khi ta nhập Niết Bàn,
Phàm người nào dùng tâm từ bi đối xử với tất cả chúng sanh, mà còn có thể rộng nói tuyên dương kinh pháp Hoa, thì người đó đều là sứ giả của Như Lai. Họ đều là sứ giả của Như Lai. Đúng vậy. Bất luận là người quảng bá lưu truyền kinh pháp Hoa hay là người âm thầm truyền bá, thậm chí nói cho một người nghe, cho dù là một câu kệ, thì những người này đều là sứ giả của Như Lai. Trên vai gánh vác sứ mạng của Như Lai đến thế gian này. Dược Dương Bồ Tát à, Dừng Thế Tôn, bây giờ ta sẽ nói cho ông được rõ kinh điển mà ta từng nói vô lượng vô biên. Nhưng trong đó kinh pháp Hoa này là khó tin, khó hiểu nhất. Bởi vì bộ kinh này là pháp tạng bí mật của Như Lai. Phàm người nào đọc tụng thọ trì kinh pháp Hoa, Như Lai đều sẽ hộ trì cho họ. Chư Phật ở thế giới phương khác cũng đến để ủng hộ. Cho nên nơi nào có bộ kinh này cũng giống như cúng dường tháp Thất Bảo. Thấy được tháp này cũng giống như thấy được toàn thân của Như Lai vậy. Wow, bộ kinh này quả thật thù thắng. Thế gian này, bất luận là có nhà tu hành vĩ đại đến đâu, nếu như chưa từng nghe và thọ trì kinh pháp Hoa, thì bất luận người này có trải qua thời gian tu tập bao lâu thì cũng không thể thành tựu rốt ráo được. Cũng giống như có người khát nước định đào giếng tìm nước nơi cao nguyên. Rốt cuộc khi đào lên số đất bạc trắng, nghĩa là cách nước giếng còn rất xa. Lại tiếp tục đào nữa và đào lên đất ướt. Như vậy có thể xác nhận rằng sắp đào đến nước rồi. Ví dụ này để nói lên điều gì ạ? Điều này nói lên kinh pháp Hoa cũng giống như là đất ướt vậy. Nếu người nào có thể tu trì kinh pháp Hoa thì người đó cách đạo không xa. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu có người muốn giảng nói kinh pháp Hoa này thì phải làm như thế nào ạ? Nên y theo ba điều kiện dưới đây mà làm. Xin hỏi thế nào là ba điều kiện? Chính là phải vào được trú xứ của Như Lai, mặc y của Như Lai và ngồi trên pháp tòa của Như Lai. Hả? Trú xứ của Như Lai sao? Trú xứ của Như Lai hả? Trú xứ của Như Lai nghĩa là phải đem tâm từ bi ra đối xử với tất cả chúng sanh. Đó chính là tình yêu thương rộng lớn, không bờ bến. Nếu như không có tâm từ bi như vậy, thì sẽ không thể diễn nói kinh pháp Hoa. Bạch Đức Thế Tôn, y của Như Lai là chỉ cho cái gì ạ? Y của Như Lai là chỉ cho tâm nhu hòa và nhẫn nhục. Phải có lòng bao dung và tâm nhẫn nại. Và người đắp y như vậy mới thích hợp giảng nói kinh pháp Hoa. Vậy còn pháp tòa của Như Lai nghĩa là sao ạ? Pháp tòa của Như Lai là chỉ cho tất cả pháp đều an trú trong tánh không bình đẳng,
Nếu người nào ứng dụng được ba điều kiện trên đây và giảng nói kinh Pháp Hoa không biết lười mỏi, Như Lai sẽ dùng hết sức mình ủng hộ người đó. Người đó khi hoằng dương kinh Pháp Hoa, dù không có người nào đến nghe, Như Lai cũng sẽ sai Long Thiên Hộ Pháp đến hộ niệm và tán thán người này. Nếu như khi giảng nói mà quên mất một kệ một câu, Như Lai sẽ vì người này mà nhắc nhở kinh văn. Cho nên các người không nên lo sợ. Như Lai luôn luôn ở bên các vị. Chương thứ 7 Kiến Bảo Tháp Phẩm thứ 11 Tháp Thất Bảo không giống như tháp thường, giống như dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Đa Bảo Như Lai chính là sự kiết tinh từ bi của Bồ Tát. Diệu pháp như chân lý của hoa sen xuất hiện trên từng hạt vi trần trong vũ trụ. Ơ, có chuyện gì vậy? Trời ơi, có chuyện gì? Trời ơi. Ơ, sao tự nhiên mặt đất nứt ra như vậy? Sao đất lại nứt ra vậy? Cao to và trang nghiêm quá. Thất Bảo Tháp trụ ở giữa hư không kìa. Dạ, Long Thiên Hộ Pháp trải hoa trời xuống cúng dường Tháp Thất Bảo nữa. Lúc này, từ trong Tháp Thất Bảo vang ra tiếng tán thán rằng: Thiện tài, thiện tài, Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đem tâm bình đẳng và trí huệ rộng lớn vì đại chúng mà giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thật là một việc vô cùng quý giá. Những nghĩa lý mà ngài giảng nói là chân thật bất hư. Chà, wow, tiếng lớn quá. Âm thanh vang dội thiệt đó. Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng trong pháp hội đây đều vô cùng kinh ngạc và cảm thấy không thể nghĩ bàn. Vì nhân duyên gì mà có thất bảo này từ dưới đất giọt lên? Âm thanh vang dội trong đó rốt cuộc là của ai nói vậy? Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát: Trong tháp thất bảo này có toàn thân của Như Lai. Âm thanh vang dội đó chính là tiếng nói của Đức Phật Đa Bảo. Đức Phật Đa Bảo?
Đúng vậy. Đức Phật đa bảo, ở nhiều kiếp trước, khi Ngài hành Bồ Tát Đạo, đã có phát lời thệ nguyện. Sau khi Ngài thành Phật và nhập Niết Bàn, bất luận ở trong thế giới nào, thời điểm nào, chỉ cần có người tuyên nói kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ hiện ra tháp Thất Bảo để chứng minh, và còn tán thán nữa. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con có thể lễ bái Đức Phật Đa Bảo hay không ạ? Được chứ. Đúng lúc này, tướng lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật phóng ra tia sáng lớn. Cõi nước của chư Phật ở các phương khác có vô lượng vô biên Bồ Tát hiện ra. Trời ơi, nhiều Bồ Tát quá. Nhiều Bồ Tát quá. Phần thân của Như Lai đang thuyết pháp trong mười phương đều tụ tập tại đây. Lúc này, khắp nơi trên cõi ta bà thế giới đều hóa thành quốc độ thanh tịnh. Lưu ly khắp đất, bảo thọ trang nghiêm, vàng ròng làm dây. Các đức Phật ở phương khác, mỗi người đem theo một vị đại Bồ Tát làm thị giả, đến trước tháp Thất Bảo. Lúc này, Đức Phật Đa Bảo hiện ra. Ôi trời, đúng là Đức Phật Đa Bảo đó. Thiện tài, Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài hãy mau giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. Ta vì muốn nghe Ngài giảng nói bộ kinh này mà đến đây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bây giờ mời Ngài đến đây ngồi. Qua, hai vị Phật cùng ngồi trong bảo tháp. Nhìn kìa, Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng ngồi kìa. Phật quá khứ và Phật hiện tại đều có ở đây, thiệt là không thể nghĩ bàn. Hai đức Như Lai cách chúng ta ngày càng xa rồi. Hy vọng nương nhờ oai thần của chư Phật, chúng ta cũng có thể trụ trên hư không lắng nghe diệu pháp. Các người cũng muốn lên đây à? Dạ phải ạ. Được, đến đây. Những đứa con ngoan của Như Lai, trong các ông ai là người có thể ở trên thế gian này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Bây giờ là thời điểm tốt cho việc tuyên dương bộ kinh này. Không bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ta muốn đem bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này phó chúc cho các ông, làm cho kinh này lưu truyền không dứt, khiến người đời nhân đó mà được cứu cánh an lạc và hạnh phúc vô thượng. Thank you.
Chương thứ 8 Khuyến Trì Phẩm thứ 13 Diệu pháp như chân lý của hoa sen khiến cho con người đạt được an lạc thật sự. Mặc dù gặp phải chướng ngại thì cũng nỗ lực hoằng dương, không nên chần chừ nữa. Biết được điều đó là thiện thì không nên thực hiện việc thiện đó sau người khác. Không nên ngồi chờ kết quả, nên vì chân chánh hoằng dương mà hoằng dương, đem hết dũng khí truyền bá rộng rãi tinh thần kinh Pháp Hoa. Lúc đó, Dược Vương Bồ Tát và Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát cùng với hai dạng vị quyến thuộc của Bồ Tát đều ở trước Đức Phật phát đại thệ nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, Diệt Hoằng Dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin Ngài đừng bận lòng. Dân, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, chúng con sẽ thọ trì, đọc tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa, làm cho chúng sanh nhân đó mà được giác ngộ. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, thế gian này sẽ có nhiều biến chuyển, thiện căn của chúng sanh ít đi, tín ngưỡng cạn cợt, tâm kiêu mạn tăng trưởng, mà còn tham thủ lợi ích cúng dường, từ từ xa rời con đường giải thoát, cho nên không dễ hoằng dương Phật Pháp. Tuy là như vậy, nhưng chúng con vẫn đem sức nhẫn nhục ra để đọc tụng bộ kinh này, biên chép và cúng dường, thậm chí không tiếc thân mạnh bảo vệ đến cùng. Cho nên cúi xin Đức Phật đừng quá lo âu. Xin đem trọng trách này giao phó cho chúng con. Lúc đó, có 500 vị A-La-Hán và những vị hữu học vô học đã được thọ ký, cũng hướng về Đức Phật phát đại thệ nguyện. Chúng con cũng phát nguyện giảng nói bộ kinh này, khiến cho mọi người giác ngộ. Khi đó, di mẫu của Đức Phật Maha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di dẫn theo 6.000 người từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật chắp tay, mắt không rời Đức Phật. Kiều Đàm Di, sao ngươi nhìn Như Lai với ánh mắt buồn như vậy? Bạch Thế Tôn, Ngài thọ ký cho đại chúng trong Pháp hội đây đều sẽ thành Phật, nhưng mà Ngài lại không thọ ký cho chúng con tương lai sẽ thành Phật. Được rồi, Kiều Đàm Di, thấy tâm ý của người kiên định như vậy, thì bây giờ ta sẽ nói cho các người biết. Trong tương lai, khi 6.000-8.000 ức Đức Như Lai ra đời, các ngươi làm vị đại pháp sư, từ từ đầy đủ Bồ Tát đạo và sẽ thành Phật. Sau khi thành Phật, hiểu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Cuối cùng, 6.000 vị Bồ Tát đi theo ngươi cũng sẽ lần lượt được thọ ký thành Phật. Sau đó, Đức Phật cũng thọ ký cho tỳ kheo ni Gia Du Đà La thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quan Tướng Như Lai. Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La cùng quyến thuộc sau khi được thọ ký pháp hỷ sung mãn, cùng hướng về Đức Phật phát nguyện. Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nguyện ở thế giới phương khác, nỗ lực hoằng dương kinh pháp hoa này. Khi đó,
Đức Phật im lặng, dùng ánh mắt từ bi nhìn khắp trong đại chúng. Các vị Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, chắp tay đảnh lễ và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ vì vị Hoàng Dương Kinh Pháp Hoa mà lo lắng. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, ở trong cõi trường ác thế, dù gặp phải kẻ vô tri, chửi rủa lăng mạ, thậm chí dùng đao đầy để đánh đập chúng con, chúng con sẽ nhẫn nại khắc phục khó khăn, dùng hết sức mình tuyên dương Kinh Pháp Hoa. Trong đời ác sẽ có những người tu hành nhưng trong tâm dẫy đầy tà niệm, trong lòng nịnh hót chính mình mà thị phi sai lệch, chưa khai ngộ mà nói rằng đã khai ngộ, tâm sanh cống cao ngạo mạn. Ngoài ra còn có những đạo tràng giả danh tôn giáo, tham cầu lợi dưỡng cúng dường, lại nói mình tu hành chánh đạo, lòng không hổ thẹn, xem thời người đời, thời lưu luyến đồ vật thế tục, nhưng lại được những người vô tri cung kính lễ bái, coi họ như Phật và Bồ Tát. Thậm chí những kẻ ác này vì tham cầu lợi dưỡng sẽ dùng những lời ác đến mạ nhục chúng con. Mặc dù bị lăng nhục không sao diễn tả được, chúng con sẽ nhẫn những điều khó nhẫn, làm những việc khó làm để hộ trì chánh pháp. Trong đời ác trược, càng nhiều điều ghê sợ khó khăn, thì chúng con càng dùng nhiều sức kiên định và tâm nhu hòa để đối phó, nhất định phải hộ trì Kinh Pháp Hoa. Đó tuy là một trọng trách rất khó khăn, vất vả, nhưng bất luận thế nào, con cũng không luyến tiếc thân mạng của mình. Chỉ có tinh thần giữ gìn vô thượng đạo để hoằng dương giáo pháp này. Vâng, xin Đức Phật giao phó nhiệm vụ này cho chúng con. Bất luận nơi đâu chốn nào, chỉ cần có người cầu vô thượng đạo, con sẽ dùng hết sức mình vì người đó mà giảng Kinh Pháp Hoa. Vì đây là nhiệm vụ mà Đức Phật đã phó chúc cho chúng con sẽ làm sứ giả của Như Lai, không sợ khó khăn khi thực hiện sứ mệnh này. Dạ, xin Đức Như Lai đừng quá lo việc này nữa. Chúng con cùng phát nguyện thành sứ mệnh này. Tốt lắm, các ông đã quyết tâm như vậy. Khi các ông tuyên dương bộ Kinh Pháp Hoa có thể hoàn toàn đạt đến giác ngộ này, phá hại và nguy hiểm sẽ không ngừng đến quấy nhiễu các ông. Nhưng các ông không được quên đem tâm nhu nhuyễn để đối phó với những nghịch cảnh này. Và chỉ cần nhẫn được những việc khó này, thì diệu pháp mới có thể được hoằng dương rộng rãi. Sông mô tư biến thiên đi, ứng năng theo ưu vui yêu thái sĩ, sĩ trung sản cái phong phong. Sơ sơn bảo phố xuyên.